Ngày 4 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ công trình cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, ước tính 1.000 tỷ đồng. Dự kiến công trình cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn sẽ được khởi công vào dịp 30 tháng 4 năm 2025 và sớm khánh thành đưa vào sử dụng. Cầu đi bộ có chiều dài 500m, xây dựng ở vị trí giữa cầu Ba Son và hầm sông Sài Gòn. Về đêm, cầu đi bộ sẽ có hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, tạo điểm nhấn trên sông Sài Gòn và là không gian trải nghiệm ánh sáng để người dân du khách đi dạo, vui chơi. Đơn vị thiết kế đưa ra phương pháp thi công vần thép theo cách chế tạo sẵn các bộ phận, rồi tập kết đến công trường lắp ráp. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng giao thông, môi trường trong quá trình thi công ở trung tâm thành phố. Cầu chỉ dành cho người đi bộ, phương tiện hỗ trợ người khuyết tật và cấm các hình thức buôn bán kinh doanh trên cầu. Chia sẻ về việc tài trợ xây dựng cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng, ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood cho biết, cây cầu có ý nghĩa rất lớn, là món quà mà công ty muốn thực hiện để tri ân người tiêu dùng và tri ân mảnh đất Sài Gòn, nơi công ty hình thành và phát triển suốt hơn 20 năm qua. Cây cầu không chỉ là biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh kết nối đôi bờ từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức, mà còn giúp chiếu sáng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những ngày cuối năm, lượng xe vào bến xe miền Đông mới có tăng nhưng vẫn ở mức dưới 50% so với bến xe cũ. Còn ở bên ngoài, các bến xe khách trá hình, đội lốt trạm trung chuyển, bãi đổ xe mọc lên như nấm. Từ khi bến xe miền Đông mới ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động, hàng trăm xe khách đã bỏ bến ra ngoài. Một số không ít tham gia đội xe dù đã làm gia tăng nạn xe dù bến cóc. Các bến xe mini trá hình mọc lên ở nhiều nơi, không chỉ trên các tuyến quốc lộ mà còn ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, như tại đường Lê Hồng Phong, quận 10, An Dương Vương, quận 5, quốc lộ 13, Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức. Theo ghi nhận, bến xe khách trá hình ở số 397 Đinh Bộ Lĩnh, sau một thời gian hoạt động cầm chừng thì nay hoạt động rầm rộ trở lại. Những tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông cũ như Nguyễn Xí, quốc lộ 13 cũng đã mọc lên nhiều bến xe mini, bãi đổ xe máy, phương tiện thi công công trình giao thông ở số 13 đường Nguyễn Xí cũng được sử dụng làm điểm đón trả khách. Anh Nguyễn Bảo Đức, hành khách đang chờ đi xe miền Trung tâm sự, biết đi xe ngoài bến là thiếu an toàn, nhưng lại không phải mất công bắt xe ra bến mới, mà giá vé cũng như khi ra bến. Ông Nguyễn Lâm Hải, phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết, các đơn vị vận tải đã lợi dụng kẽ hở pháp luật để lập các trạm trung chuyển, điểm dừng chân, bãi đổ xe, nhưng lại đón trả khách giao nhận hàng hóa thay vì phải vào bến. Chủ xe bỏ bến chuyển ra chạy ngoài không phải vì giá phí vào bến cao mà nhằm né tránh sự kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, làm gia tăng số lượng xe dù bến cóc trên địa bàn. Điển hình là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải TC đang chạy tuyến Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12, người dân sinh sống ở đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bốc ra từ căn nhà ở con hẻm trên đường này. Nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt để chữa cháy cứu nạn. Khi vừa có mặt, lực lượng chức năng hướng dẫn thoát nạn cho 10 người bị mắc kẹt bên trong. Đến 4 giờ 25 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện thi thể một cháu bé sinh năm 2015 tử vong. Vụ cháy cũng làm nhiều tài sản như 5 xe máy, bình ga trong nhà bị cháy. Giá vàng SJC trong nước sáng ngày 5 tháng 12 quay đầu giảm 1,1 triệu đồng một lượng so với giá ở mức đỉnh được xác lập sáng hôm qua. Giá vàng thế giới giảm sâu kéo giá vàng trong nước quay đầu giảm 500.000 đồng một lượng so với chiều hôm trước. Ghi nhận giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh vào 8 giờ 30 phút, công ty P&G báo giá ở mức 72,7 triệu đồng một lượng mua vào và 73,8 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 500.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với chiều hôm trước. Tương tự, tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh cũng niêm yết giá 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán xuống còn 72,5 triệu đồng một lượng mua vào và 73,5 triệu đồng một lượng bán ra. Tương tự, công ty SJC cũng giảm 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán xuống 72,7 triệu đồng một lượng mua vào và 73,92 triệu đồng một lượng bán ra.
Công ty P&G giảm 400.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, xuống còn 61,2 triệu đồng một lượng mua vào và 62,3 triệu đồng một lượng bán ra. Ngày 5 tháng 12, theo thông tin báo cáo của Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam, từ ngày 26 tháng 11 đến nay, xuất hiện các cá thể khỉ tại thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, tấn công người khiến 3 người bị thương, trong đó có một trường hợp nặng, bị khỉ cắn đứt động mạch đùi, phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, cá thể khỉ còn cắn chết một số vật nuôi của người dân trong khu vực. Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam thống nhất, phương án 7 bắt bắn gây mê các cá thể khỉ theo đề nghị của Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam và áp dụng theo quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chi cục Kiểm Lâm cũng thống nhất với công ty cổ phần Vinpearl về việc cử chuyên gia để thực hiện công tác cứu hộ 7 bắn gây mê cá thể khỉ nêu trên.